Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Xin chào mừng các anh chị và các bạn đến với series video khóa học về Facebook, Marketing, Quảng cáo và Kiếm tiền trên Facebook chuyên nghiệp và chuyên sâu. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, một chuyên gia Marketing Online đã được giảng dạy từ năm 2008 tới nay. Vâng, và có lẽ nó không nói thêm về tôi nữa, vì các bạn đã biết tôi rồi đúng không ạ? Đây là một cái video bài học rất là chất lượng, cũng rất là có ý nghĩa và rất là mới, rất là cập nhật. Và ở thời điểm tôi làm cái video này là tháng 12 năm 2019, và như vậy có thể gọi là cập nhật năm 2020 như vậy. Và bài học này có tên là 12 tuyệt chiêu hay là 12 cách thức giúp bạn có thể là làm tăng cái tương tác ở trên Facebook. Hiện nay thì chúng ta đang đối mặt với một cái vấn đề, đấy là chúng ta bị bot reach, đúng không ạ? Cái lượng tiếp cận tự nhiên organic thì nó giảm đáng kể trên fanpage cũng như là trên Facebook cá nhân hoặc thậm chí là trên nhóm. Vậy câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để mình có thể tăng hơn nữa hoặc là tăng trở lại cái tương tác tự nhiên ở trên Facebook, Facebook cá nhân hoặc là Facebook fanpage của chúng ta. Thì sau đây là một số cái lời khuyên, một số những cái kinh nghiệm mà tôi có thể chia sẻ với các bạn, và các bạn có thể áp dụng nó ngay lập tức vào trong công việc kinh doanh của mình, công việc bán hàng của mình và tăng tương tác lên, đúng không ạ? Ok, chúng ta bắt đầu. Cái đầu tiên đấy chính là chúng ta phải thực hành cái nguyên tắc tương tác qua lại. Tương tác qua lại tức là thế nào? Tức là cái nguyên tắc này là các bạn phải hiểu được cái nguyên tắc của Facebook, đấy là Facebook sẽ hiển thị những cái bản tin khi mà chúng ta thường xuyên tương tác với nhau. Tôi lấy thí dụ như thế này. Đây là cái Facebook cá nhân của tôi, các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Này rất là dễ, tôi nhìn thấy ảnh của ai đó, vâng, tôi nhìn thấy ảnh của người này người kia là do tôi thường xuyên tương tác với người đó. Tôi có thể bấm like ảnh của người ta hoặc là tôi có thể comment trên Facebook của người ta. Vậy khi tôi comment trên Facebook của bạn, tức là tôi sẽ nhìn thấy bạn, và ngược lại, bạn comment trên Facebook của tôi thì bạn sẽ nhìn thấy tôi. Vì vậy một người bán hàng, một người mà muốn có tương tác tốt thì chúng ta nên tương tác qua lại với mọi người thông qua là dạy chúng ta comment trên Facebook của họ. Chúng ta hãy mời họ comment trên Facebook của mình bằng cách là tạo ra các nội dung có tương tác. Trong Facebook thì người ta luôn luôn, hiện nay là Mark Zuckerberg là ưu tiên hiển thị những nội dung mà có liên quan đến bạn bè của mình, hạn chế bớt những cái nội dung về quảng cáo, đúng không ạ? Vâng. Mà chúng ta thấy rằng là cái new feed của chúng ta, dù chúng ta đẩy lên như thế này thì rất nhiều đi chăng nữa thì nó vẫn là một số hạn chế. Chúng ta có thể xem được 10 feed, 20 feed, thậm chí là 50 feed, thế nhưng mà nó vẫn là một số hạn chế. Và những cái người đấy là người nào, ngoài những cái feed quảng cáo ra thì cái người đấy là người nào, thì thường đó là những người mà chúng ta có tương tác với nhau. Thứ tiếp theo nữa là hiện nay chúng ta đều có trên 5.000 bạn và theo dõi, đúng không ạ? Vì Facebook cho phép tối đa là 5.000 bạn. Có những người có 5.000 bạn, có 50.000 theo dõi, có 10.000 theo dõi, 20.000 theo dõi, thậm chí cả 100.000 theo dõi, thì nó không thể hiển thị được hết cái bảng tin của chúng ta, đúng không ạ? Cái bảng tin của chúng ta muốn có tương tác thì chúng ta phải đi tương tác với họ, và ngược lại chúng ta phải tìm cách để họ tương tác với mình bằng cách là ví dụ khách hàng của mình đăng bài lên, đúng không ạ? Vào comment ví dụ như là ôi chị ơi, chị đi du lịch ở đâu mà đẹp thế, đúng không ạ? Ôi dồi chị ơi, cháu học giỏi thế, vân vân. Rồi, và tất nhiên mình comment những cái cách mà mình comment để làm sao những cái comment mở, để người ta sẽ trả lời qua lại để duy trì cái cuộc hội thoại lâu dài. Thì như vậy là Facebook nó sẽ có xu hướng là hiển thị cái new feed của mình cho những người mà mình comment, và ngược lại hiển thị new feed của những người comment mà cho mình. Đó, thì chúng ta hãy tìm khách hàng và khách hàng mục tiêu để chúng ta tương tác với họ và tăng tương tác trở lại. Cho nên là những người bán hàng, người ta phải có cái nghiệp vụ là đi live dạo, là vì thế, đúng không ạ? Vâng, mình đi live nhưng mà đồng thời là mình phải, tốt nhất là mình nên để lại bình luận, và mình để lại những bình luận có chất lượng, có tương tác qua lại, tương tác mở, tương tác kết nối nhá. Bí quyết này rất là quan trọng, thì nó sẽ làm tăng cái lượng đáng kể cho mình. Đấy, ví dụ như tôi có lấy những cái ví dụ đây, có những cái bài tôi viết, đúng không ạ? 300-400 lượt thích, bình luận, chia sẻ. Vâng, thì vì sao lại như vậy? Thì có thể là do hình ảnh đẹp, có thể do nội dung tương tác tốt, vân vân. Thì chúng ta sẽ sang cái nội dung số 2. Vâng, cái lời khuyên số 2 đấy là nội dung là số 1. Vâng,
content in number one, đúng không ạ? Tức là chúng ta phải rất tập trung vào nội dung. Nội dung ở đây bao gồm những bài viết, những hình ảnh hoặc những video hoặc những đường link mà chúng ta đăng lên trên Facebook cá nhân hoặc là Facebook fanpage của chúng ta. Thì nội dung này phải chứa đựng những cái thông tin có giá trị nhá, phải rất là hữu ích. Người ta đọc, người ta phải tiếp thu được, người ta phải nhận được, người ta phải thấy rằng có những thông tin có giá trị như là bí quyết, như là thông số mà người ta trước đây người ta không biết, đúng không ạ? Vâng. Và có yếu tố tổng hợp, rất nhiều những cái nội dung khác nữa, đúng không ạ? Có một cái dữ liệu thông tin đủ lớn, ví dụ như là những cái dạng big content hoặc là dạng long form đều hiện nay đang được đánh giá cao. Những cái bài điều tra dài hạn, dài kỳ đều được xem xét rất là tốt, đúng không ạ? Vâng. Những nội dung nên chứa đựng cái cảm xúc tích cực, cái sự thông minh, sự hài hước, sự vui vẻ, và cái sự ngược đời, những cái sự tò mò thì chúng ta nên viết vào trong và sử dụng trong cái content của chúng ta. Vâng, nội dung thì chúng ta nên có phong cách viết hoặc là phong cách thể hiện một cách thú vị, sáng tạo, khác biệt, đúng không ạ? Và làm sao làm những nội dung có khả năng lan tỏa. Những bài viết có khả năng lan tỏa, tức là viral share ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng đấy là những bài viết mà viết cho nhiều người và ai cũng cảm thấy có mình ở trong đó, hoặc là người ta cảm thấy là cái hình ảnh đấy là nó mang tính chất đại diện, đúng không ạ? Ví dụ như sắp Tết thì người ta sẽ chia sẻ những bài viết là Tết rồi, sếp bảo về nhà nghỉ đi, cầm đến 50 triệu mà về nghỉ đi sao mà làm việc vất vả thế. Thì những cái nội dung như thế người ta sẽ share rất là nhiều. Ý tôi muốn nói là chúng ta có thể tạo ra những nội dung có khả năng lan tỏa và chia sẻ. Rồi, nội dung thì chúng ta cũng nên cân nhắc và suy nghĩ về việc là chúng ta bắt kịp những cái trào lưu nóng, hot trend, đúng không ạ? Thí dụ như là những cái vụ việc nổi cộm lên, như là đại úy công an, hay là trung úy công an to tiếng ở sân bay, rồi thì đánh người bán hàng, hay là rồi thì những cái vụ việc sao này sao nọ, vân vân, đúng không ạ? Hay là những cái vụ việc Shark Tank bị điều tra, vân vân, những cái trào lưu ở trên mạng báo chí họ đưa rất là nhiều, thì chúng ta có thể khai thác những cái trào lưu này đưa vào cái content hàng ngày của mình, đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta giao tiếp với nhau trên Facebook thì thực ra là chúng ta giao tiếp bằng cái gì? Thì xin thưa, đấy là chúng ta đang giao tiếp bằng content, bằng bài viết, bằng hình ảnh, bằng video, bằng các câu chuyện, có đúng không ạ? Vì vậy chúng ta thường xuyên phải có các câu chuyện, nội dung phải đăng thường xuyên, đăng liên tục, đăng đúng hẹn, đúng lịch. Thí dụ như là một ngày đều như vắt chanh 3 lần, sáng, trưa, chiều, tối, ví dụ thế, 4 lần. Thì các bạn có thể đăng, hoặc một ngày các bạn đăng một lần, nhưng cố gắng đăng vào đúng một cái khung giờ 9 giờ sáng, 3 giờ chiều hay là 8 giờ tối, ví dụ như vậy. Nên có một cái lịch cố định xuất bản. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái lượng đọc đáng kể. Nội dung thì đa dạng, đúng không ạ? Đa dạng về chủ đề, đa dạng về cách thức, đa dạng về định dạng, rồi thì luôn luôn mới lạ và cập nhật đó. Và nội dung là chúng ta phải đăng một cách cố định, tức là thường xuyên, liên tục và có lịch trình đàng hoàng như tôi đã nói, đúng không ạ? Cái công thức đăng nội dung ấy, thì chúng ta nên đăng như thế này: 30% đến 40% thời lượng hoặc là số lượng chúng ta sẽ viết về nội dung liên quan đến sản phẩm mà chúng ta bán. Thí dụ chúng ta bán quần áo, chúng ta sẽ viết, chúng ta đăng hình về quần áo, đăng hình về feedback của khách hàng, vân vân. Hay chúng ta bán iPhone thì chúng ta đăng hình về iPhone như thế này, kiểu như thế. Hay là chúng ta bán hàng đồ MacBook hay là đồ công nghệ, chúng ta đăng hình về nó, ok. Nhưng mà chúng ta nên pha trộn thêm khoảng 60-70% những cái nội dung có liên quan đến chủ đề mà khách hàng quan tâm. Bất kể một cái chủ đề nào mà khách hàng quan tâm thì chúng ta đều có thể đưa lên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ làm cho họ thêm thu hút, thêm yêu, thêm thích, thêm mến, thêm có cảm tình với chúng ta, đúng không ạ? Các chủ đề mà khách hàng quan tâm có thể là tình yêu, hôn nhân, giới tính, gia đình, con cái, kiếm tiền, bí quyết, kinh nghiệm, rồi thì công nghệ, thủ thuật, rồi vân vân. Bất kể một cái chủ đề nào mà khách hàng cảm thấy thích. Và hiện nay thì người ta có chủ đề rất là nhiều. Cái cách thể hiện có thể là thơ, có thể là truyện, có thể là sách, có thể là ebook, có thể là tạp chí, có thể là audio, có thể là video giống như là cái video này, đúng không ạ? Hoặc là có thể dạng infographic, rồi dạng hoạt hình, vân vân. Nó phụ thuộc vào khả năng sản xuất content của các bạn. Những cái chủ đề này thì thường có cái lượt view rất là cao, thế nhưng mà chúng ta nên thận trọng khi sử dụng, bởi vì là nó sẽ có thể làm loãng cái thương hiệu của chúng ta,
đúng không ạ? Chúng ta nên sử dụng những cái chủ đề nó mang cái tính chất là xây dựng thương hiệu tốt, đúng không? Nội dung là số 1, nội dung là vua, nội dung là nữ hoàng. Đấy là cách mà tôi thể hiện cái tầm quan trọng của nội dung, đúng không ạ? Hãy nhớ rằng chúng ta đang giao tiếp với khách hàng bằng nội dung, thông qua bài viết, thông qua hình ảnh, thông qua các đường link, thông qua các cách bạn trả lời, cái văn phong. Ok, thí dụ như là nó có một cái loại nội dung là ép tương tác, ví dụ như là những cái trò chơi, điền vào chỗ trống, chọn đáp án đúng, rồi thì quay thưởng, rồi thì trao tặng quà, rồi thì để lại email để nhận quà, để lại số điện thoại nhận quà, vân vân. Đấy là một cái cách mà mình ép tương tác một cách rất là khéo. Và nó có một cái hình thức rất là hay như thế này, đúng không ạ? Và ví dụ Việt Nam đấu với Thái Lan, nếu bạn chọn Việt Nam hãy bấm like. Trong content bạn làm như vậy, nếu bạn chọn Việt Nam hãy bấm like. Còn nếu bạn chọn Thái Lan bạn hãy bấm share. Thế thì dù bạn bấm like hay bạn bấm share thì đều làm cho fanpage hoặc là làm cho Facebook của bạn rất tương tác. Thì đây là một cái cách mà rất là thông minh thì các bạn nên làm. Đấy, đúng không ạ? Hoặc là các bạn phải bắt trend xu hướng, đúng không? Những cái nội dung mà hot như thế này thì chúng ta sẽ thu được rất nhiều tương tác tốt, đúng không? Những cái tấm hình như vậy. Rồi, thế rồi thì liên quan đến ngôn ngữ, liên quan đến hình ảnh, liên quan đến video thì tôi nói rằng là gì ạ? Một lời nói thì sẽ có thể là như ngàn vết dao đâm, thế nhưng mà một hình ảnh thì lại hơn vạn lời nói, và một đoạn phim thì hơn cả một cuốn album. Thế là tức là nó thể hiện ra là gì ạ? Chúng ta phải tập trung vào những cái định dạng media mà phổ biến như bài viết, như hình ảnh và video, và chúng ta phải học. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn, đúng không ạ? Các bạn phải học cách chụp ảnh bằng điện thoại, chỉnh sửa hình ảnh bằng app, rồi set up bố cục, vân vân, làm sao cho nó đẹp, nghệ thuật, thú vị, câu view tốt, được chưa ạ? Vâng, chúng ta có thể sử dụng hình ảnh trong các cái phần bình luận để tăng cái sự tương tác tốt hơn. Thay vì bình luận bằng text thì chúng ta sẽ bình luận bằng hình ảnh, hoặc là nhất là cái loại ảnh GIF, ảnh Mimi, tức là những ảnh động, nó rất là hay. Tại sao bây giờ mọi người hay sử dụng những cái ảnh động như vậy? Vậy thì mình có thể thiết kế ra những cái bộ ảnh động như vậy. Ví dụ như tại sao mình đăng bài về sản phẩm thì rất là ít like, thế nhưng mà mình đăng hình mình mặc bikini ở bên bãi biển hay là ở bên hồ bơi hay ở trong phòng tắm thì lại rất là nhiều like, bởi vì thực ra mọi người thích điều đó, đúng không? Mọi người cái thích cái riêng tư, thích cái sexy, ví dụ như vậy. Thế thì ví dụ mình có thể kết hợp giữa hai cái đấy lại với nhau, đúng không ạ? Tôi có một sản phẩm và tôi có một hình bikini. Mix hai cái đấy vào với nhau giống như là cái bài Apple Band ấy. Thế thì là gì? Tôi sẽ mặc áo bikini và tôi sẽ giới thiệu sản phẩm. Thì xu hướng là cái view nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Hay là những cái hình như thế này trên mạng. Rồi gần Tết rồi, còn làm cái gì nữa? Về nhà với gia đình cho tôi. Vâng, đây là một cái tranh comic của bạn Thắng Fly. Vâng, tôi có hình và có logo của bạn đây. Tức là gì? Các bạn thấy đấy, những cái hình như thế này người ta vào những cái dịp đúng trend thì cái lượng chia sẻ nó rất là lớn, và mình có thể viral được cái thương hiệu, đúng không ạ? Tất nhiên mình thiết kế được là tốt nhất, còn nếu không mình có thể thuê thiết kế, hoặc là mình có thể chế. Đấy, mình có thể sử dụng các cái app để chỉnh sửa hình ảnh trên điện thoại, iPhone hoặc là Android, đúng không ạ? Có rất nhiều các phần mềm như là 360, B12, PixArt hay là Adobe Lightroom hay là Photoshop Express. Nó có thể là có những cái phần mềm miễn phí hoặc phần mềm có phí. Bạn có thể tìm trên app bằng cách là xem cái ranking, tức là cái xếp hạng của cái phần mềm đó. Rồi bạn cũng có thể là gì ạ? Làm cái câu chuyện liên quan đến tìm ở trên Google để nó ra cái xếp hạng để mình đánh giá thêm. Hoặc là các app về video thì trong iPhone nó có cái app iMovie có sẵn, hoặc là các phần mềm trả phí như là Adobe Video hay là GoPro Quick hay vân vân. Đấy, kiểu như thế. Thế thì chúng ta sẽ phải học cách tối ưu hình ảnh, định dạng và kích thước ở trên mạng để làm sao cho nó đẹp, đúng không? Tối ưu video, nội dung và sáng tạo. Đấy, tập trung vào chất lượng hình ảnh, video và thông điệp. Đặc biệt là cái thông điệp, cái ý tưởng, cái cách thể hiện là rất là quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta thấu hiểu khách hàng này và sáng tạo không giới hạn. Đấy, thì thoải mái đi. Đôi khi có những bạn là không biết là làm thế này có đúng hay không, thế này có sai hay không, thì tốt nhất là cứ làm thử và đăng lên thì chúng ta sẽ có câu trả lời. Đó, thì đấy là cái lời khuyên số 3. Cái lời khuyên số 4 thì hãy đăng bài vào lúc mà khách hàng của bạn online.
thì trong một ngày có 24 giờ thì bây giờ người ta online rất là nhiều. Nhưng mà nó sẽ có một số những cái thời điểm mà đạt đỉnh. Thí dụ đặc biệt là buổi tối, đúng không ạ? Buổi tối thì thường là khoảng tầm 8 giờ 30 đến khoảng tầm 10 giờ 30 đấy là cái thời gian đạt đỉnh về online. Nhưng mà tin tốt là người Việt Nam bây giờ nó online suốt cả ngày luôn. Thế thì nhưng mà vẫn nên có những cái ca như này sáng sớm, hiện nay là ngủ dậy phát là cua điện thoại. Thì là mình mà đăng sớm phát là có được cái đấy. Thứ hai là mình có một cái ca trưa, chiều và ca tối. Như vậy nếu mà đều thì một ngày bạn làm cho tôi 4, nhưng mà 4 content thì cũng tương đối là ác mộng, đúng không? Mình có thể đôi khi mình rất là bí, mình rất là khó không biết đăng gì. Đấy, thì mình nên đăng ít thôi nhưng mà phải chất lượng, tập trung vào chất lượng, đúng không ạ? Nội dung hay để mà mình làm được cái view nó rất là tốt. Ok. Thế rồi thì mình thử đăng video và livestream. Đăng video và livestream là như nào? Facebook cái lượt xem trên video bây giờ khá là tốt, nhất là những cái video có nội dung sáng tạo, hài, vui vẻ, hoặc là những cái nội dung mà sốc, thậm chí là sách xến, đúng không ạ? Các bạn thấy đấy, những cái nội dung mà liên quan đến những cái chuyện hài hài bựa bựa một chút thì cái chuyện mà một cái video có vài trăm ngàn, thậm chí là có một vài triệu lượt xem là không khó, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta cũng có thể thử nghiệm livestream. Vâng, chúng ta có thể livestream review sản phẩm, livestream tư vấn, livestream nói chuyện với khách hàng, livestream chia sẻ các câu chuyện, livestream xem bói, livestream tặng quà, vân vân. Thì chúng ta sẽ có được cái lượt tương tác tốt và chúng ta phải học cách livestream chuyên nghiệp. Vâng, và nếu mà các bạn muốn học cách livestream chuyên nghiệp thì các bạn có thể xem cái bộ video của thầy Văn Anh hoặc liên hệ với thầy Văn Anh để được tư vấn và trợ giúp, đúng không? Thầy Văn Anh thì rất là giỏi về những cái mảng bán hàng online như thế này. Rồi, cái lời khuyên số 6 đấy là các bạn có thể phát triển các nội dung do người dùng tạo ra hay là do khách hàng tạo ra. Trong tiếng Anh người ta gọi là UGC, tức là User Generated Content, tức là người dùng tự tạo ra nội dung. Đấy, thí dụ như là chúng ta có thể tổ chức các cuộc thi cho người dùng hoặc khách hàng để tạo ra nội dung dưới dạng video, hình ảnh hoặc bài viết, đúng không? Sau đó mình trao thưởng. Thì như vậy mình có thể nhận được hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn những cái nội dung và mình có thể sử dụng nó để mình đăng tải. Rất là hay vì chúng ta không phải trả phí bản quyền. Vì họ đã chấp nhận trao cái bản quyền đấy cho ta khi mà họ tham dự cuộc thi rồi. Đúng không? Cho phép khách hàng chia sẻ những cái nội dung này và nhận được các phần thưởng. Đăng lại những cái nội dung này để giúp lan truyền thương hiệu. Tôi nghĩ đấy là một ý tưởng rất tốt, đúng không? Có thể tổ chức cuộc thi selfie, cuộc thi làm video ngắn, cuộc thi viết cảm nhận, đấy vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy rằng khai thác sức mạnh của cộng đồng nó sẽ tốt hơn rất nhiều là chúng ta sẽ tự làm, đúng không? Ok. Cái lời khuyên số 7 là lâu lâu thì nên đào mộ lại những bài viết có tương tác tốt. Thí dụ như là cách đây 2 năm, 3 năm, 4 năm bạn có những bài mà có hàng trăm, hàng nghìn bình luận, đúng không? Thế là lâu lâu lại lôi ra bình luận lại cái bài đấy một phát. Thì cái lượt tương tác nó rất là tốt. Đây là một cái mẹo rất thú vị. Vâng, hôm qua tôi vừa thử. Tôi lôi một cái bài cách đây 2 năm ra có khoảng 240 thích, đúng không ạ? Tôi đăng lên thì mọi người hôm nay lại comment lại rất nhiều. Bởi vì nó có cái sẵn cái lượt tương tác đấy rồi, rất là hay nhá. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Thì bạn có thể lưu các bài viết vào trong các đường link để tìm cho nó dễ. Hoặc là bạn tìm trên Facebook Grab và tìm trong cái phần tìm với nội dung của chính mình thì rất là hay. Rồi nội dung số 8 là bạn có thể là gì ạ? Học hỏi từ chính đối thủ, từ bạn hàng, từ khách hàng và cả những chuyên gia. Có 4 nhóm mà bạn sẽ phải cần quan tâm là đối thủ này, bạn hàng này, khách hàng và chuyên gia. Rồi mình tham khảo, mình thường xuyên truy cập vào những fanpage của những hãng lớn. Ví dụ như là ở Việt Nam mọi người sẽ thấy là Durex chẳng hạn, họ làm content rất sáng tạo mặc dù họ chỉ bán bao cao su thôi. Hay là nếu mà làm video thì hãy học đầu khách hàng sẽ giúp chúng ta phát triển được sản phẩm. Vâng, hoặc là theo dõi các chuyên gia. Vâng, theo dõi các chuyên gia mà bạn cho rằng là họ có nhiều ý tưởng tốt, họ có chất lượng. Thí dụ như bạn có thể theo dõi Facebook của thầy Nguyễn Phan Anh chẳng hạn, ở địa chỉ là facebook.com/phananhonline, hoặc là xem cái kênh YouTube PR Marketing của thầy ấy, thì có thể mình sẽ có được những bài học tốt. Và tất nhiên không phải bài học nào mình cũng thu được kết quả, đúng không? Nhưng mà đại khái là như thế. Mỗi một thứ mình sẽ học và mình có thể theo dõi cùng một lúc nhiều người. Đấy. Cái lời khuyên số 9 là lâu lâu thì chúng ta lại tặng quà, giảm giá, tri ân để
kích cái tương tác lên, đúng không ạ? Rồi một số người sử dụng phương pháp lặp tương tác, nhưng mà tôi thì không đánh giá cao việc đấy. Tôi thì luôn luôn muốn là có nhiều bạn và tăng cái lượng theo dõi nhiều hơn nữa. Mà vấn đề ở chỗ là chúng ta phải tìm ra cái cách để họ tương tác với mình, đúng không ạ? Cái loại content mà có lẽ là khách hàng thích nhất đấy chính là từ khóa giảm giá, giảm 50, 70, mua một tặng một, giảm giá sốc kèm theo các chương trình khuyến mại rất tốt, vân vân. Thì chắc chắn là khi mà bạn làm như vậy thì bạn sẽ có cái tương tác rất là tốt, hoặc là bạn tặng quà miễn phí cho họ, đúng không ạ? Vâng. Lời khuyên số 10 là chúng ta có thể tăng truy cập vào Facebook của chúng ta từ những cái nguồn khác. Ý tôi muốn nói là đa kênh ạ. Ví dụ như này, chúng ta có thể làm SEO trên Google, làm SEO cho fanpage Facebook để Google có thể tìm thấy, hoặc là ô tìm kiếm Facebook Grab có thể tìm thấy. Chúng ta có thể chạy quảng cáo Facebook Ads cho fanpage, hoặc là share thêm cái Facebook cá nhân của chúng ta lên page, bởi vì Facebook cá nhân chúng ta không chạy được, đúng không? Thế thì học chạy quảng cáo như nào cho nó tốt, cho nó chuyên nghiệp, cho nó tiết kiệm, cho nó tăng hiệu quả, rồi thì giảm chi phí, tăng được số lượng đơn, tỷ lệ chốt đơn cao, đúng không? Không bị chết tài khoản, không bị vi phạm về content, vân vân. Thì các bạn cũng có thể là liên hệ với thầy Phan Anh để được tư vấn và trợ giúp, đúng không? Thì tôi đã dạy và đào tạo cũng như là chạy quảng cáo trực tiếp cho Facebook từ năm 2011 đến bây giờ, là kể từ khi mà Facebook bắt đầu có hệ thống quảng cáo. Và cũng đã dạy cho đến rất là nhiều lớp rồi, gần 10 năm trời, hàng nghìn học viên offline và hàng chục nghìn học viên online qua video. Và cũng đi tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp khác nhau rồi. Thì rất là nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ với các bạn, đúng không ạ? Các bạn có thể chạy quảng cáo thêm trên Google Ads, YouTube hoặc Zalo vân vân. Tăng cường tương tác trên các cái Facebook group, hội nhóm chất lượng và có khách hàng mục tiêu. Thì tăng cường trên đó cũng sẽ giúp mình tăng tương tác tốt. Sử dụng thêm các cái tính năng mới của Facebook như là Facebook Story, Messenger Story, Instagram Story, vân vân, đúng không ạ? Và mỗi một quốc gia thì nó có một số tính năng mới, như là Marketplace cũng là một chỗ bán hàng rất là tốt, nhưng mà chỉ dành cho thị trường Mỹ thôi. Rồi, mình có thể tăng thêm cái lượng kết bạn, lượng theo dõi, lượt thích trang bằng cách là mình xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp, hình ảnh của mình đẹp hơn, nội dung của mình hay hơn, trau chuốt hơn. Mình kêu gọi kết bạn, mình kêu gọi bấm nút theo dõi, mình kêu gọi để cái phần see first, tức là phần xem trước đối với mình. Mình kêu gọi và mình làm nội dung của mình tốt, chất, thì dần dần cái lượng theo dõi nhiều, cái lượng bạn bè nhiều thì tương tác nó cũng sẽ nhiều hơn. Cái đấy là điều chắc chắn, đúng không ạ? Vâng, và cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng là cái lời khuyên số 12 là chúng ta cần phải hiểu luật của Facebook. Chúng ta phải học cách cập nhật các thuật toán, các cái tính năng mới, và chúng ta không nên vi phạm các chính sách của Facebook đề ra. Nên tuân thủ các chính sách của Facebook và hiểu về nội dung, hiểu về thuật toán đối với Facebook profile, đối với fanpage hoặc group, vân vân. Chúng ta cũng thường xuyên cập nhật những cái chính sách cũng như là công thức mới, thuật toán mới của Facebook. Không câu like, không câu view bằng mọi giá, bằng những content vi phạm bản quyền, bằng content vi phạm chính sách, đúng không ạ? Và hạn chế đăng những cái video hình ảnh có bản quyền để tránh các rắc rối có thể bị hạn chế, bị xóa bài, bị khóa tương tác. Rồi thì hạn chế spam, hạn chế share, vân vân. Thì có thể hiện nay Facebook nó có những cái phần khóa tương tác, khóa chia sẻ cũng rất là mệt mỏi, và đặc biệt là liên tục phải cập nhật những cái hiệu suất về quảng cáo, những cái công cụ quảng cáo mới, những cái phương thức mới rất là hay. Facebook thì cứ lâu lâu 2-3 tháng lại update một lần, thì các bạn cũng nên học hỏi, đúng không ạ? Vâng, ok. Cuối cùng thì các bạn có thể liên hệ với tôi để các bạn có vấn đề về bán hàng, về quảng cáo, về content, về marketing online nói chung, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để được tư vấn và trợ giúp, đúng không ạ? Vâng, bức ảnh cuối cùng là bức ảnh mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, là tôi đã đến tận là thung lũng Silicon Valley của Mỹ để tham gia vào một số chương trình đào tạo, cũng như là tham quan các cái công ty tập đoàn công nghệ mới và công nghệ lớn nhất của nước Mỹ ở thung lũng Silicon. Đấy là một cái mà tôi nghĩ cũng là một cái trải nghiệm rất là tốt. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn lại anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Rất hy vọng là chúng ta có thể là hợp tác và chia sẻ được với nhau nhiều hơn nữa. Xin chào.